Nhà 2 tầng đổ sập ở Hà Nội. Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 4 tháng 11 tại thị xã Sơn Tây, Hà Nội, ngôi nhà tại số 62 Quang Trung bất ngờ đổ sập. 4 người trong gia đình đã thoát ra ngoài khi nhà bị rạn nứt, đổ nghiêng trước đó một tiếng. Nguyên nhân là do nhà hàng xóm đang đào móng xây dựng, gây sạt lở. Công an thị xã Sơn Tây đã phong tỏa hiện trường, giải quyết vụ việc. Thì không thiệt hại về người thôi, còn đâu là mất tất. Nhà em có 5-6 mét vuông mà.